chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Ở đây người đông chim mà anh Văn. Nhiều lắm. Nhiều khỉ. Chuột, chim, đây. Dình con cầy, con da vứt nó ai. Đấy, con cầy đấy. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Sao? Ghép thử con bò này nhỉ? Ừ. bà đang đứng kìa. Giơ tay lên. Hôm nay anh em mình đi săn mọi người. Mượn được nó xịt mà xịt. Bây giờ anh em mình nói chung là ở đây trên này rất là nhiều chim. Mà tình hình là chưa phát hiện ra con nào. Phải đi kiếm có mấy con kia cơ. Đi kiếm lên trên này. Ừ. Ở đây. Đấy, tao màu này. Quất. Ây da. Đâu đấy không? Nhưng mày mất tên đấy. Mất tên gì? Mày biết tại sao tao cầm có hai cái tên không? Sao? Đáng nhẽ ra tao chỉ cầm một cái thôi. Thế nào? Bắn xong rồi lấy rút tên ra bắn tiếp. Ây da. Mày không thấy xạ thủ đấy à? Tí vậy. Này. Tao chỉ đem hai cái tên tại vì tao bắn xong cái là tao lấy kết quả. Nói chung là chim rụng xong rồi mình sẽ rút tên ra bắn tiếp. Ừ. Thế nên là mình chỉ thế này cần. Hôm nay ít cái con chân lằn nó ra nó phơi nắng nhỉ, bắn nhỉ. Con nắng nó mà phơi. Ấy, đây cây chua này. Bắn được con gì xong rồi nướng với cây chua đây. Tao lăn. Đâu. Anh đừng dương đầu em nhé. Chạy mất rồi. Nhanh lắm. Quả nỏ gì? Nặng. Ui. Nỏ mượn đấy, nó mượn bàn năm viên lắc đấy. Nhưng mà quả nỏ nỏ. Bà bán bưởi đấy. Quả nỏ này thì không ổn. Sao? Chọc lòi ruột. Anh không biết trường ấy. Dương bằng chân à? Nhìn nỏ nó bị có cái ngang ở đây. Thế này này. Hả? Thế cái gì? Rồi. Sao người ta được này, không? Gương vào đây để mất chim. Gương vào đây thì loài ruột. Thì có đạp bằng chân thế này này. Đấy. Sao người ta dương được? Thế này. Ê, cẩn thận nó bật. Bật thế nào được? Với chim đấy. Nhưng mà chim nhỏ quá. Sang bên này. Sang à được. Bên này tổ chuột này. Đó. Chẳng có cái con khỉ gió nào. Bằng nỏ à? Chị anh này còn oai thế. Còn vác nỏ đi để đi bắn. Mang cao su đi bắn có phải chim nướng không? Bắn cá chỉ có trong truyền thuyết thôi. Mất tên, em thấy ở trong mạng người ta bắn mà. Bắn. À, đúng rồi. Hả? Anh này đi chạy ra đi mua cước. Cuộc của tên này bắn trong nhớ đâu nó chạy thì còn lôi lại được. Mày nói như kiểu nó đang phim hành động nhỉ? Nó đang để ở trong cái búi cỏ nó không đi đâu. Anh chạy lên chung người ta xin đi trực xây à? Mày về lấy luôn cái chưởng đấy mà có cái chưởng ném phát chết tội. Hay là cứ bắn phát nhá. Thôi. Dở à? Hả? Mất rệ bắn chỉ được một lần thôi. Chạy luôn đi. Chạy luôn
bắn vào đầu ấy. Bắn vào đầu nó vẫn khỏe. Đi, mày cứ tự tìm đi. Thôi. Mình xạ thủ thế này. Cẩn thận rồi nhé. Đấy, thật thật tên. Hôm nay mình thật tên vào rồi bắn loài ruột. Chạy chưa? Chưa. Không chạy nhỉ? Nó đang để trong cái bụi cỏ thì chạy cái gì? Cứ để đi. Đi mau ngồi xuống. Bắn trúng rồi. Trúng đi mà chả thấy nó chạy á. Nó chạy mất rồi. Khôn nhở. Hay là nó lằn dưới cỏ anh nhảy trúng bới xem nào. Xấu quá. Anh lấy cây khoèo đi. Lấy nỏ cái lấy báng nỏ ra. Cái cây đấy. Cái cây. Lấy các cái cây. Đây. Tao rõ ràng là thấy là hình như trúng đầu cơ. Bắn dở. Không, tao bắn chuẩn lắm. Sâu thế này. Hai ra con liền. Khẳng định là trúng đấy, nhưng mà à đây tên à? Không phải. Tại vì sao mày biết không? Cái tên này nhá. Tên là tên tên gì? Tên gì nhỉ? Nứa kia à, cái gì nhỉ? Nó nói chung là nó nổi đấy này. Đấy. Thì bây giờ tên đâu? Thế nó phải gắn vào trong người nó rồi. Anh nhảy xuống lại tìm nó đi. Phí thế nhỉ? Hay biết thế phải lấy kìa. Chết. Chết anh rồi nhé. Chết gì? Anh chết đòn. Anh làm mất một cái tên của bà kia nhé. Bà Năm Vlog nhé. Mất thật. Cay nhỉ? Ui, anh đi về mà vót tên giả đi. Không cần vót, một cái tên này tao đi bắn chim cho mày xem. Đi. Lên, đi lên trên kia đi. Bắn đi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Wow, trời ơi. Sao em mà đợi trả thủ. Bắn mất tên hết trời. Không phải, tại cái nỏ này nó đều đấy. Trời ơi, về lấy tên tên. Có mà đi về, có. Đi về lấy cao su bắn. Ta làm đi cho gà ăn này. Về lấy thêm tên. Ấy, mày đi đâu ấy? Đi về. Mày đi vòng cho nó gần à? Đi đường này gần hơn. Đi về qua tường bao đi ra đường kia. Hả? Đi đường này gần hơn. Ấy. Gì? Những cái tên của tao hôm nay tao bắn ở dưới ao kìa. Anh bắn tận tít bên kia. Ấy. Kia vẫn gì cá kìa ấy. Ôi. Đây. Cái thùng, chỗ này xuống được không nhỉ? Đi xuống. Ôi, anh xuống đi. Nhìn lên ơi. Chết rồi, thấy chưa? Tao bảo rồi mà lại. Ngon này. Tao thủ mà lại. Quách phân nhỉ. Ngon này cá quách phân đi. Ôi, tận sang đây nhỉ? Còn thân thụt. Gãy cả tên này. Gãy cả tên này. Chết to rồi. Gãy cả tên luôn. Vẫn đang ngấp ngoài. Nhem đây. Ui xa. Nào kéo tao lên. Chết anh rồi. Anh làm gãy tên rồi. Cái gì? Ui. Ai xa. Gãy luôn cả tên rồi. Ui. Thấy chưa? Ây. Chuẩn chưa?
Mày thấy tin tin tưởng. Này, con chim về đi tìm ngay con chim kia đi, khéo tao bắn trúng con chim đấy rồi ấy. Có khỉ, con này nó bay lên thẳng lên trời ấy à. Chị nhớ đâu, nó dính tên nó bay thì sao? Dính tên mà nó bay được. Con cá nó to hơn nó mới lặn ấy. Ui, xuyên tận đây này. Ui, xa. Gãy tên. Giỏi nha. Rút đi, rút ra, rút ra. Ây, ây. À, xa. Con ngốc ngoài. Quách quá này, con ngốc ngoài. Ui, con này, béo gù lưng luôn này. Tên đều thật. Ui, tên đây mà bắn được cá chứng tỏ xạ thủ siêu. Béo gù luôn luôn này, ăn mày. Thì đây. À, được. Đi, 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 đi. Đi đâu? Anh cầm nỏ đi, cầm nỏ đi, cầm nỏ đi. Cầm nỏ đi. Tiên, tiên, tiên. Anh không cái tên này bắn được đâu. Không. Đâu biết đâu lại bắn được con chim nữa. Lấy đâu nó cần ngắn một mẩu ấy. Bỏ, đi, đi, đi. Mọi người có biết hôm nay mình sẽ chế biến món gì không? Cực kỳ kinh điển đấy. Kệ nó, có cá rồi. À, nói chung là cái món hấp mắm ấy thì rất là ngon. Nhưng mà hôm nay anh em mình sẽ thử một món kinh kinh điển. Luộc mắm, cá luộc mắm ấy. Đấy. Không phải mổ. Đấy, nói chung là con cá này mình sẽ không cần mổ nữa. Bây giờ anh luộc mắm anh trời ơi à. Được, mày cứ tự tin vào anh đi. Nào, bây giờ nhá. Ăn nó bị đói đây, mặn đây. Không mặn đâu. Bây giờ phải bọc kín cái giấy bạc này. Bọc kín nó vẫn chui ra thì nó mới chín được. Thì nó mới chín được. Kín nóng này, như kiểu đốt giấy bạc ấy. Thì nó sẽ nóng này. À, mặt đấy. Mày đi chặt cho tao một ít lá chuối. Lót vào bên trong. Lá chuối, lót vào bên trong. Lại phải lên tiếp trên kia hả? Không, lấy mấy mảng thôi, một mảng đây. Úp đây, đây để một cho mảng nó. Thì chả phải lên tận trên kia mà lấy được. Đi lấy đi. Không đi ông đổ mắm lên đầu ấy. Đấy. Nói chung là sẽ chờ mang đệm một tí mọi người. Lợp một lớp lá chuối. Đấy, xong rồi đặt vào để luộc với mắm. Đấy. Đặt sang đây đã. Tao bảo mày cái lúc bảo lấy nhiều thì không lấy, lúc bảo lấy ít thì lại lấy nhiều. Xé lấy hai mảng. Thì xé lấy hai mảng, có phải là em phải cầm hai tay không? Nhưng em cầm một tay. Sao lại bả nó như thế? Thì tí nữa thì làm mâm luôn. Đấy. Lót vào đây. Lót xuống dưới con cá này. Để cho nó thơm mùi lá chuối mọi người ạ. Không được phép. Tao lại bả nó. Thì anh chả bả em thế. Ừ. Mày biết con gì nó mới khôn không? Con gì? Con chó. Thế anh nhờ bảo em là con chặt bớt này. Anh chặt bớt cái đuôi nó đi không nhỉ? Để nguyên đi. Nguyên có quấn. Đây, đưa con dao đây. Đâu? Xẻo bớt đây đây. Xẻo bớt cái đuôi nó đi mọi người. Để cho nó dễ. Nhưng mà nó sắc. Xẻo đuôi là dao con xẻo đuôi. Anh lại kéo hơn nghe được. Mày tao còn xẻ được nữa là cái đuôi cá vớp va vẩn này. Ui, đấy năm con thì không còn cá lóc nhỉ. Nó nào lên đây cũng cầm. Nước cạn đi. Rồi, nước cạn rồi. Nào lên đây hầu như là cũng có cá mọi người ạ. Rất là nhiều cá mà. Chả ai thèm bắt. Thì tao cứ sợ là gần nghĩa trang. Ui, mình ấy. Đớp hết. Lớp hết. Một mình mang đây. Bắt hết. Bắt hết. Nhốt hết và cung đi. Chà. Quấn kiểu này cũng được. Chẳng hạn. Quấn kiểu này thì nó mới vừa được. Đấy. Anh biết làm đồng hồ không? Nó đây cá. Đừng hù tao, chị ba tuổi đến còn mà đừng hù. Làm gì em cái. Thôi. Anh bọc thế này thì bao giờ nó mới chín được? Chín được, hết. Ui, cứng nắc. Nhận ra đâu là đầu đâu. Xác ướp Ai Cập anh nhỉ. Đây là món cá chép xác ướp Ai Cập. Mắm. Cá chép không lối thoát. Nào im. Đấy, chỉ cần đến đây thôi. Rồi, ok. À, từ từ. Ướp xác, ướp xác.
cầm nó lên. Bên này nữa. Rút ra con cá. Cho nó xuống nhỉ. Đấy. Xa xa. Còn mơ. Lúc nãy vừa mà. Nhưng mà bây giờ mình quấn nhiều nó không vừa nữa rồi. Nên về lấy cái nồi to đi. Đừng. Rách. Không rách đâu. Kẹp nó xuống đây. Được. Sơ. Con phết nhỉ. Nào, nồi lửa đi. Đi người ta. Chết tiếng quách nữa. Đổ trực tiếp mắm vào mọi người. Chứ không hấp, hấp hiếc gì nữa. Để xem là nó sẽ mặn ngon đấy. Như thế nào. Ngon như thế không mặn. Mặn đâu. Này ngon như thế nào. Tí nữa anh ăn nhá. Ừ. Ok. Em cho nốt cái nồi vào. Xem anh ăn được không. Tầm một chai chắc đủ. Hai chai luôn. Cho vào. Ok ngon. Đi em ơi. Đặc chết này. Nào đổ nước mắm ông Tây. Uống vào hết Tây. Đâu. Bật lửa đâu, bật lửa đâu. Đang ta uống vào tay luôn. Đâu nhỉ? Ây, bắn ra mặn lắm ấy. Bật lửa mày vứt đâu? Em có cơm đâu. Ôi, ôi mày dốc, Dẻo ơi, mắm ấy. Ui. Cháy ơi. Mày dốc sao lại dốc vào vọc đấy thế này. Thằng đang làm cái chẳng ngớm. Mày ngu lắm. Đang làm cái chẳng ngớm. Mày biết cái gì. Phải dốc xuống dưới. Cái bên dưới cái lớp giấy bạc cái... Đấy. Đấy. Ôi nhảy ra rồi. Con người ta hơn nhau ở cái đầu. Hơn nhau ở cái đầu. Cùng lắm nó chỉ hơi mặn một tí. Mày dốc thẳng ở đấy nó mặn lắm. Người ta phải giữ được cái độ thơm của mắm ngấm vào con cá. Đấy. Thì nó qua bao nhiêu cái lớp giấy bàn này nó thơm gì nữa. Thơm hết. Người ta rồi. Đi đào mộ nhiều nhỉ. Ok, chờ đợi thôi. Anh em mình sang kia xem bãi của cá lóc không đây. Mai để câu đây. Xôi. Xôi nghe nhỉ. Mùi thơm chưa. Thơm nhỉ. Mọi người có thấy mắm xôi chưa. Đấy. Nhưng mà em thơm này. Em thơm này sợ tí nữa. Cái em thơm này bị ngấm nước mắm vào người nó thì mặn thôi rồi ấy. Không mặn, mày cứ yên tâm. Em cười với anh là mặn nè. Ngon, chả thế hôm nay không cần nước chấm. Tí nữa tí nữa mà cảm giác nó nhạt quá mày thì có thể chắt cái nước này ra mà mày chấm. Húp. Húp nước canh. Mày làm tí hành cả rồi. Đáng nghe mày cho tí nước sôi vào, nước lã vào. Không, nước lã cho tí hành vào làm gọi là canh mắm. Canh mắm có hành. Chưa chín đâu, em đi sang em lượn lúc nữa. Chín rồi. Nhưng mà chắc là không ăn. Ui, nó trối. Trối lên màu đen xì rồi. Màu đen xì vậy. À, vẫn đỏ nhỉ, nhìn như nước vối ấy nhỉ. Nhìn như nước vối. Ai à. Ui, thơm nhỉ. Liệu chín chưa nhỉ. Thôi, chưa chín lại luộc tiếp nhỉ. Chưa chín đi luộc ăn vào trong đây à. Anh chủ ơi. Cứ phải tính đã. Chưa chín đâu. Luộc cho em đi. Chín rồi. Chưa. Cháu ở chín rồi là chín rồi. À, anh ơi, cháu mang về cháu cán đấy. Cho vào cá, như là cho vào cái cá để vào bàn nước ấy. Pha nước mắm dần. Không, pha nước mắm vẫn uống được mà, nước cá với gì đâu. Ôi, khả năng là không ổn đâu. Trong đấy đầy nước này, lỏng bóng này. Ê. Em bảo anh nhờ. Không biết là nó sẽ như thế nào mọi người. Bọc lá kiểu ba bị cơ. Nguội đâu. Ui, đỏ nguyên. Ê, dự phòng. Đấy, bây giờ mình lại quật lại. Nó đánh đời. Cuộc đời là những chuyến đi mà. Bao nhiêu con. Bao nhiêu con cá dân? Rồi. Bao nhiêu lần chơi. Nấu rồi. Cứ bọc cái này là đều. Mà anh trả đời. Cứ để im, lúc tiếp. Bao
bao giờ mới chín à? Bắt phải chín. Chả ngọt. Cuộc đời là những chuyến đi, không làm được thì ta lại thử lại. Lêu lêu. Anh bảo lên này chín chưa? Phát này mà chưa chín thì ta chặt đầu mày. Đốt cho anh luôn nhé. Chặt đầu mày đi làm bóng. Chặt đầu anh nhỉ. Ui, gần cháy rồi đây này. Cạn khô rồi đây này, chưa chín này. Ui, mùi, anh thấy mùi giống kiểu là thịt kho tàu. Thịt kho nhiều mắm không? Thịt kho nhiều mắm. Ui, nó thêm màu khác rồi này. Màu đen rồi. Mắm này thành màu đen luôn. Anh ơi, mắm này thành đường. Nhìn. Mắm lại thành đường. Mắm này thành muối này. Nó co lại kìa. Đó. Kìa. Anh nhấc lên. À, ôi, mắm nó thành muối này. Ui xài. Ui. Muối mắm. Ui, hỏng luôn rồi à? Kéo người ta chế mắm từ muối ấy anh nhỉ? Ôi, đây là nồi hay là kìa? Muối. Từ. Muối chứ nồi cái gì? Biết rồi nhưng mà nó hỏng nồi thì sao ấy? Ui, thành muối này. Ui. Muối. Ui, cá chết tôi. Ấy, lõm nồi à? À đúng rồi. Không. À đây là cái muối. Ui. À đun mắm lên thì nó lương khô mắm. Cô lại. Cô lại được đây, làm miếng. Không. Làm miếng cho ngon. Mặn lắm. Đây là lương khô mắm. Mặn lắm. Kinh điển. Nâu mắm. Đây là món cá luộc nước mắm của anh em mình. Ui, nó mặn thì thôi rồi. Mặn là mặn thế nào? Nhưng mà em đăng ký mỗi chùa. Thôi, chết đôi nhỉ. Chết đôi gì ta bắn được rồi. Này nhá. Trông giống con chép hôm qua. Nỏ em đi mượn đây. Ai mượn? Ui, sao đâu nó gù đấy. Chín rồi. Đâu nó gù. Đấy. Thôi, mời tất cả mọi người nhá. Thử xem là nó mặn không đã. Em ăn thử cái mắt đó. Cho nó mắt sáng, dáng cao. Rồi rào năng lượng. Mời tất cả mọi người nhá. Đúng rồi. Anh ơi, béo lắm ấy ạ. Em ăn thử miếng thịt nhá. Anh ấy bỏ ra đi. Da nó cũng không có mặn đâu. Thì cứ bóc ra. Nó như cá luộc nhưng mà con này thơm. Già đấy ạ, nó gù lưng rồi đấy. Con này em làm thử miếng. Chắc ao nên nó già rồi. Áo này bỏ lâu năm rồi. Ơ chả có muối mà chấm nhỉ. À mà mặn rồi. Đấy. Mời cả mọi người nhá. Đấy. Chấm vào đấy. Kẹo. Ngoài thì mặn thôi rồi. Rồi, trứng nè. Không mặn đâu mọi người ạ, thơm lắm. Trứng á. Nó phải cứng. Ngọt đấy. Thơm. Thơm cực kỳ luôn. Xà. Thơm nhỉ. Đáng nhẽ là nó sẽ mặn nhưng mà mình bọc kín rồi. Với lại đủ à. Ôi trời ơi. Chết ôi. Lợi cái anh em có chắc bấy lâu. Chắc phát rồi đúng không? Hồi trước thương trâu thế mới đau lòng. Khi ra cơ anh làm vỡ mật rồi. Vỡ mật nhưng mà từ từ. Bỏ cái nơi à. Ui, hơi đắng tí, vỡ mật. Ê, cho em cắn một miếng. Mày, cái vần ruột đi. Thôi miếng. Đắng chưa? Ôi rồi. Cái loại này là loại tam ăn tục uống mọi người ạ. Cái loại mật dạy. Tay anh chọc vậy. Căn bản là mình chọc phát vào đúng cái mật nó luôn. Vì ở cái lòng. Tao ăn vẫn thấy ngon mà. Đấy bỏ mật. Ui mồi. Mỡ gì đây là trứng này ăn đi. Trứng gì? Trứng non. Điều. Hình như con này con đực. Đực đâu có trứng. Trứng con đực vẫn có trứng mà. Điều. Thôi em ăn với. Mày vừa ăn ruột rồi. Đây cho một nửa.
đến nửa dưới. Không, ở dưới nó sống, cho nửa trên. Sống đâu mà sống. Đây, từ từ. Em cắn đúng nửa rồi. Này, tao phải giữ, mày hút cả sốt vào phát. Đang này không thể tin tưởng mọi người. Ừ. Ăn được cái trắng trắng này của nó. Gì đó? Béo lắm. Mềm. Ăn nhiều ốc ấy. Ăn giống kiểu ốc lợn nhỉ, hay nhỉ? Kiểu mỡ cá nhưng mà nó kia nó ngon mọi người ạ. Con này con chép đực nhưng mà tại vì ăn như ốc cá, lợn ấy. Cá ao. Ăn bùi béo. Cá ao nó không như cá nuôi. Ngon nhỉ. Ui, ăn cục trứng này. Quả à, cục thịt này. À, khớ. Mọi người thấy mình bắn kinh không? Xiên người cá luôn. Đúng rồi, anh lại em bắn nỏ nhá. Nhá. Cái nỏ quay nỏ rồi. Mày lên được nỏ đấy mà. Cái anh lên hộ cho em bắn. Để mày giết người, tao lại phải đi tù lầy à? Với bằng khiêm cơ mà. Nói chung là không nên nghịch nỏ nữa mọi người. Nó cướp co phát, bắt phát. Gặp một phát vào giữa trán. Có người ấy. Nghe nè, công nè, công chắc nè. Bảo ấy. Chết luôn. Ngọt thật ạ. Lâu lâu làm con cá nếu mà luộc hành, thiếu tí hành, lắng nghe ướp đầy đủ hết vào, bọc vào đây. Nhưng mà ăn đấy là vị tự nhiên nhất. Ôi anh dai dai ngon nhỉ. Dai. Già luôn. Mỗi tội hơi đau. Nó mọc khu này. Mỗi tội hơi đau hỏng. Tháo. Không biết. Anh sâu răng. Sâu răng. Dạ đấy, có đánh răng bao giờ đó. Sâu răng. Ai không đánh răng? Dạ đấy. Tao đánh răng này, tao lại báo cáo. Tao mày ơi, sao xem tao đánh răng à? Em thấy sáng là anh chẳng đánh răng bao giờ. Sáng nào tao đánh răng bao giờ. Tao lúc nào dậy sớm hơn mày thì mày biết là tao đánh răng lúc nào. Nhưng mà sâu răng thì liên quan gì đến đau hàm? Cái răng ở trong hàm thì nó như răng nó cả hàm. Điên là tao đau hàm, không đau răng. Mâu thuẫn chưa? Thế là anh bị ăn đấm. Đấm, ai đấm được tao? Chẳng thế, bị đấm thì mới đau hàm, không đau răng nhá. Anh giờ cho em ăn cái mắt bên này. Ăn đúng cái mắt rồi. Đầu cá trôi môi... Ui, đấy. Ui, đầu cá trôi môi cá chép. Ê, nướng xương này, nướng xương này. Rút ra, đấy, từ từ. Nướng xương nó ăn thơm lắm. Hơi chín quá mất, nếu mà chín tới thì con này còn dài nữa. Này, mắt này. Đó. Đấy, mày cầm cho mồm mà hút cả sụt phát. Không hút được thế. Sao? Hút nè. Cho thò vào đây này, hút. Kinh lắm. Nhìn như kiểu là hút cái mũi á. Thở. Nhảy nhảy. Đang ăn. Chào các em đi nướng á. Đây, nướng giờ tao làm nốt. Anh mẹ nha. Nướng cá. Không. Nướng cá. Không. Đấy, nướng cá nhìn cái này nhìn sợ ở xưa này. Mày đi kiếm ít nước chấm đi, nếu mà có nước chấm thì ngon nữa đấy. Đó. Rồi. Ra. Ê, có con quốc. Quốc. Ê, đuổi lên nó. Đặt vào đây thì nó chín ngon lắm. Tao vừa thấy nó ở đây mà. Thế đợi em. Thôi, bye bye tất cả các bạn nha. Clip mình, anh em mình chỉ kết thúc ở đây này. Em mình phải đi đuổi. Cầm cái nọ. Ok. Bye bye tất cả mọi người nha, mọi người thấy hay rồi like, share, comment, đăng ký kênh và ấn chuông cạnh nha. Bye bye. Nhưng mà không có tay. Anh ấy qua.
Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamatibi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamatibi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhá. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhá. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamatibi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.